Gì nhìn dữ vậy? Thôi, có gì từ từ nói. Lo ăn cơm đi. Dạ. Dạ, con cảm ơn ông. Ừ. Chưa thấy ai mà ăn nhanh mà ngon miệng như tiểu thư vậy. Dạ, tại cơm ngon quá, chưa bao giờ mà con ăn ngon như bữa nay. Tiểu thư ăn nữa nha, để tôi kêu thằng Khờ nó dọn thêm lên cho tiểu thư. Nhà có nấu sẵn tới mấy âu cơm lận, không có sợ thiếu đâu. Dạ thôi, con no rồi. À, giờ mới nhớ, tiểu thư có cần tôi cho người qua bên nhà để báo cho phu ông biết không? Dạ không cần đâu ông, cứ để cho cha con lo một chút đi. Ai biểu cứ ép con lấy chồng hoài. Ê, cha anh dễ thương quá. Thôi anh về nhà đi, bỏ đi hoài cực lắm. Kêu đưa về đại đi, ai muốn quậy cho quậy, bây giờ chỉ cầu cho con gái tôi được an toàn thôi. Kêu thằng Đực kiếm đưa về đây. Không được, liên quân từ làng tới huyện nó dây kín ở đây là tiêu ông đó. Tiêu không được nữa, kêu nó về đi. Ông bình tĩnh đi, có lẽ con nữ nó về tới rồi mà nó thấy mấy người đó còn đứng trước nhà, nó không có dám vô. Lỡ không phải thì sao? Rồi tối nay con gái tôi ngủ ở đâu? Cũng bà không à, hôi hôi hoài. Con gái không lấy chồng cũng đâu có chết đâu. Hư cái gì? Hết hồn. Ông vậy nhớ kỹ lại coi ai hối. Tôi hối. Gì vậy? Đang quan sát mà. Nhớ cùng lắm nữ ơi. Cha, cây nhà mình con chăm nó trổ bông hết rồi, sao hai cây này chăm hoài nó không trổ vậy cha? Tại nó chưa tới mùa trổ bông thôi. Mà con làm vườn cho tới bữa nay á, cha thấy con làm giỏi lắm nghe. Dạ. Dạ, con chào ông. Nè, tối qua tiểu thư ngủ ngon không? Dạ, nhà ông mát quá, con ngủ ngon lắm. Khách tới nhà nghỉ ngơi thoải mái như vậy, tôi vui lắm. Không dám nào à.
Hôm nay muốn mời tiểu thư đi thăm vườn nhà cho biết. Dạ. Ở Khờ. Dạ. Dạ. Sao cha? Khách tới nhà, mình đưa khách đi coi vườn nghe con. Chi cha? Ơ, không phải anh thích trái cây lắm sao? Ồ, vậy mình đi cha. Ừ, đi. Dạ. À, mời tiểu thư. Dạ. Nói về ruộng đất á, thì chắc ở bên nhà tiểu thư á, là cò bay thẳng cánh. Còn đất này á, là đất vườn. Đó, như tiểu thư thấy đó, cây trái quanh năm, mùa nào thức nấy. Sao anh không ở nhà làm vườn đi? Ồ, cha tôi bắt tôi phải học nghề. Phải có cái nghề để phòng thân chứ. Dạ. À, tôi có hai đứa con trai thôi. Ai mà ưng tôi chia cái vườn này cho hai đứa nó. Trên này trái, dưới cá. Thoải mái khỏi lo đói. Được quá à. Thôi anh về coi vườn đi. Cha thấy chưa? Ông ơi. Ông mang guốc rồi ông đi dưới nước vậy dơ hết rồi sao? Vậy nè. Tiểu thư đón thử coi. Ủa anh biết hả? Tôi biết. Nhưng mà thôi tiểu thư đoán đi. Theo con nghĩ thì ông mang guốc ông đi xuống nước cũng có gì đâu. Lỡ mà đạp gai đạp miệng đứt chân thì sao? Quá đúng, rất giỏi. Vậy con đi luôn. Khoan, để tôi. Cô là con gái mà, leo lên lưng tôi. Tiểu thư lên lưng nó đi, nó cõng cho. Để không thôi á, đi vô vũng nước này dơ đồ hết. Nghe. Được không? Được mà, lên đi. Chắc không? Ừ. Rồi, rồi. Đi lên nha. Đường. Đi. Cho tôi xuống đi. Được rồi. Cảm ơn rồi. Anh nha. Ngon lành liền. Đi tiếp. Dạ. Dạ. Đi. Sao hồi nãy nắng ông không che mà bây giờ trong mát ông lại che? Cô thử nghĩ coi, tại sao? Tôi biết nè. Anh cũng biết luôn. Tôi biết chứ. Ở nhà cha hay đố hai anh em tôi hoài à. Vậy nè. Nít. Hay quá ha. Cha đố người ta chứ có phải đố con đâu mà con tài lanh quá vậy. Con có nói gì đâu cha. Con đỉnh nói đó. Nhiều chuyện. Im đi chứ. Sao cô? Dạ, để coi. Nãy á, là giữa trời, có gì đâu phải che. Còn bây giờ đứng dưới bóng cây, lỡ con rắn, con sâu, hay là con chim nó ị, hay là trái rớt trúng đầu thì sao? Phải che là đúng rồi, đúng không ông? Tiểu thư nè. Dạ. Cái khu vườn này á, nếu mà biết gìn giữ á, thì có ngày á, nó ra vàng chẳng phải chơi đâu. Nè, nhớ cái gốc bích này nha. Trái nó ngọt. Nó ngọt nhất cái vườn này luôn á. Vậy hả? Để tôi nói thằng con tôi á, nó hái mấy trái cho cô ăn thử nha. Hái cho tiểu thư ăn đi con. Dạ. Ừ. Nhà anh á, mấy cha con hay đố nhau vậy hả? Bớt bớt rồi đó, chứ hồi mẹ tôi còn sống hả, đố hoài, vui lắm. Mà không có câu nào tôi trả lời được hết trơn á. Mấy trái này chưa có chín. Cha, không có trái nào chín hết nè. Trời đất ơi, cái cây này chưa chín thì đi kiếm cái cây khác. Bộ cả cái vườn mít này chỉ có cái cây này thôi sao? Con quên, nè nè, đi tiểu thư. Ở kia có trái chín này. Thiệt tình, cái gì cũng phải chỉ. Bà làm gì sao quăng hoài vậy? Đi hỏi thăm người ta đi. Nó chưa đi được bao xa đâu. Hôm qua lúc tôi về đây là nó còn ở gốc sung á. Gốc đó xa thiệt xa.
Tôi chịu không nổi, tôi về là ông biết rồi đó. Gốc sung gần đình làng có mấy bước, xa cái gì mà xa. Giờ chắc không còn đó đâu, biết đâu mà kiếm. Có khi nào nó xảy chân. Không có nói bậy nha, Phương đúng biết. Nói lại. Vậy chứ sao giờ này nó chưa về? Tối nó đi lòng vòng ở đâu đó thôi. Nó mang theo có mấy chút xíu đồ ăn à. Rồi cái đăng hết cái đó rồi cái lỡ nó bị xây sẵn mặt mày rồi cái có khi nào xảy chân không trời? Hey, hả? Phụ nó mới nói lại. Hết rồi đó. Nhà còn có chút gạo à, chỉ đủ nấu nồi cơm cho bay thôi. Mà cơm mà cha nuốt không có nổi. Cha chỉ muốn ăn miếng cháo. Nhà chỉ có chút gạo, vừa muốn nấu cơm lại vừa muốn nấu cháo thì phải làm sao ta? Cha tôi lại muốn thử tài tiểu thư nữa đó. Ai biểu tiểu thư hay thử tài người khác làm chi? Cái này mà theo chữ cha tôi hay nói, người ta gọi là ác giả ác báo á. Nhà của anh đúng là vui thiệt. Mà nè, tôi thấy anh cũng sáng ý đó. Sao không thử đi theo học đèn sách qua bảng như người ta? Ê, cái này bí mật nha. Tôi đã từng giả trai lén đi học đó. Vui lắm. Tiểu thư, giả trai hả? Ô trời ơi. Đi học để biết suy luận. Chứ nếu không, làm sao mà trả lời được mấy câu thách đố của cha anh? Ê, anh đi học thử đi. Thôi, tôi thấy rồi. Đi học, xong thi đỗ, làm quan, cái đi về ức hiếp dân lành, ác lắm. Mà nè, tiểu thư lo chuyện của tiểu thư đi. Dạ, thưa ông. Ủa, tiểu thư làm sao vậy? Dạ, con nấu nồi cơm bình thường à... Nhưng mà cho nhiều nước một chút. Lúc cơm sôi, con chắc nước cơm ra. Lấy một chút cơm, con nấu riêng với nước cơm làm cháo. Còn lại thì nó như nồi cơm bình thường. Hay quá vậy. Lúc cha đố con nghĩ hoài cũng không biết làm sao luôn á. Tiểu thư giỏi thiệt. Tiểu thư khá lắm. Thôi, cả nhà dùng bữa đi. Dạ. Dạ. Con mời cha. Nè. Dạ. Để con múc cháo cho cha. Khoan. Bới cơm cho cha. Cha thích ăn cơm. Ủa, hồi nãy cha nói cha mệt, cha ăn cháo mà. Thì đúng là nãy cha mệt thiệt. Nhưng mà nghe tiểu thư giải thích đây, tự nhiên cha thấy khỏe. Cha bây giờ thích ăn cơm. Dạ, vậy thì mình bới cơm. Sẵn một lát ăn xong á, nhờ tiểu thư mua giùm cho tôi một cái món á, vừa là cây quạt để quạt cho mát, mà vừa là cái nón để che đầu, vừa để ăn chơi nữa. Một món mà tới ba công dụng hả cha? Câu này cha chưa đố con bao giờ luôn á. Câu này khó nha. Cỡ tôi là tôi phải giải tới một năm. Có khi cha giải luôn giùm á. Thôi, mời cả nhà ăn cơm. Dạ. Dạ. Ê, nữ. Nữ. Ủa, Vũ. Trời ơi, may quá, tìm được rồi. Không tìm con được, ổng giết Vũ chết luôn á. Vũ kiếm con chi? Con hỏi nữa, hôm qua giờ con ở đâu? Con ở một chỗ yên ổn, có đồ ăn thức uống, vui lắm. Đi, về lẹ lẹ, ổng lo đó. Vũ, gì? Vũ về trước đi, tí con về liền. Thôi, con đã có chuyện gấp lắm nha. Đi về, phải đi liền Vũ. Đi. Trời ơi, ổng giết Vũ chết đó. Đi kiếm hoài. Dạ thưa ông, là cái này. Là cái này hả? Đúng không cha? Ông biểu con mua quạt, nón với bánh, thì cái này đáp ứng được ba đòi hỏi đó. Nóng thì mình quạt cho nó mát được, nắng thì mình che đầu, còn ăn chơi á thì mình nướng, bẻ, mình ăn. Hay quá, tiểu thư giỏi thiệt luôn á. Hai tiểu thư qua ở chung luôn đi. Hai người giỏi với nhau á, đố nó mới vui. Thật sự là tiểu thư thông minh hơn người đó. Sau này mà công tử nào được kề cận tiểu thư á, đó là đại phúc đó. Nhưng mà con không thích đâu. Con thích tự tung tự tại vui vẻ vậy thôi. Muốn tự tung tự tại thì qua đi ở là đúng nhất luôn á. Vậy hả? À, thì ra là cô trốn ở đây. Chuyện gì rồi từ từ nói nghe. Để tôi coi lần này cô đối phó làm sao.
Nhà có khách tới nhà, con phải cư xử cho đàng hoàng nghe. Cha à, cư xử đàng hoàng đâu có được đâu cha. Cô, đi theo tôi, để tôi coi thử mấy vị công tử kia sẽ xử cô ra sao. Có người thắng cuộc rồi. Người thắng cuộc là ai? Không lẽ là tôi? Đây, em trai chàng. Cái gì? Thật cơ đi hả? Ừ. Nó thi hồi nào mà thắng? Nàng đừng có kiếm chuyện mà chạy làng nghe. Người nghĩ ra câu trả lời làm sao cho em phải nói ra. Là chàng. Người dám lên núi chúa để cứu em cũng là chàng. Cho nên chàng là người thắng cuộc. Khoan, cái này là cha biểu ta đi lên núi. Ta mới đi chứ ta đâu có đi. Ta cũng đâu có đi thi mà thắng cuộc chứ học ai ra. Phải rồi, tính ra người thắng á là nó thiệt đó. Con có biết không, cha? Nó đã liều mạng đi cứu tiểu thư đây à, nó đã liều mạng lên núi chúa lấy cái bông, cũng từ nó mà con á mới có câu trả lời đó. Cha ơi, cha làm cái gì vậy cha? Còn cô đã nhạo báng ta, rồi nhạo báng hết trai tráng trong cái làng này. Bây giờ cô tính sao? Thôi dẹp đi. Em bay được, bay tính báo làng cho nó mất cái phần của nó hay sao? Cha ơi, cha nghĩ là cha con nhà Phú Ông chịu chấp nhận thằng khờ nhà mình làm rể bên đó hả cha? Thì bây giờ chàng thắng cuộc rồi, chàng có đồng ý lấy em không? Không. Cha cũng muốn ở một bên à. Tôi muốn ở một bên, con đi nha cha. Đó, cô thấy chưa? Đó là tại chàng không chịu, chứ đâu phải là tại ta đâu. Dạ thôi, thưa ông con về. Kìa tiểu thư, nếu mà lời tiểu thư là thật, để tôi nói với thằng Út cho. Cô giữ lời chứ? Con giữ lời. Ông cứ nói với chàng thử, nếu mà chàng ưng, ông cứ đem sính lễ qua nhà con. Con nói với cha con lo hết cho. Dạ thưa ông con về. Ê, tôi chưa nói xong mà, định chuồng hả? Cha ơi, cha tin lời con nhỏ đó sao cha? Không phải tự nhiên mà chuyện dẫn dắt tới đây đâu. Bà nói sao? Nó ở bên nhà thằng Tinh. Vậy mới nói. Nhiều khi vậy lại hay. Nói gì kỳ vậy? Cha của nó cũng được lắm. Cậu em của nó cũng có vẻ tốt. Ông nói tôi mới nhớ nha. Cái vụ kén rể là từ cậu em nó ra không đó. Hả? Ừ. Từ cậu em nó. Ừ. Ủa, mà sao con nữ giờ này nó cũng chưa về? Tôi thấy con nữ nó vui vẻ, không có gì lo lắng hết ông ơi. Thôi kể nó đi, cho mấy người kia rút về cho em. Cha ơi, Dũng ơi. Con mới về hả con gái? Cha, nhà mình sắp có rể rồi đó. Cái gì? Rể? Trên đường về con bị đứa nào ép con hả? Đúng không? Đâu có ai ép con đâu. Con tự ưng. Tự ưng. Ôi. Trời ơi, cơ hội ngàn năm đó. Bay với nó phải có duyên mới được đó. Thôi con đã nói là con không lấy mà. Cha cũng nói với con là con chưa có nghề ngỗng gì hết, làm sao mà con làm chồng? Từ từ có vợ rồi kiếp. Ôi, con không có lấy vợ đâu mà. Thôi, không lấy thì thôi. Hả? Mà nè, con là có một đứa anh thôi. Mà không lẽ con thấy anh con mắc nạn mà con không cứu? Hả? Anh hay mắc nạn gì cha? Nếu bay mà không ưng á, thì anh bay á, nó kéo trai tráng tới phá tán nhà người ta, rồi nó đi tù. Rồi bay có chịu không? Phá nhà người ta là ở tù thiệt hả cha? Vậy mới nói. Nhà có hai anh em à, bay cứu anh bay đi. Bay thương anh bay lắm mà. Nhưng mà con đâu có biết làm chồng là sao đâu cha. Không biết thì từ từ cha dạy cho. Hen. Nhưng mà. Vậy là ưng rồi ha. Ưng rồi á thì để cha về cha sắp xếp ha. Rồi cái cha dẫn con qua bển ra mắt nhạc phụ ha. Dạ. Ừ.
Làm gì mà há miệng hoài vậy? Sung sắp rụng kìa cha. Trời sung rụng hả? Trời ơi, giao thừa năm sau nó mới rụng xuống. Giao thừa năm sau lận. Tức thiệt chứ. Chàng cay cú gì thua? Hay là vì chàng thích cô nhỏ đó cho nên bây giờ chàng mới vậy? Cô biết cái gì mà nói? Từ nay về sau đừng có dắt cái mặt qua đây nữa. Dù sao cô nhỏ đó cũng là em dâu của chàng rồi, sao chàng không cho em cơ hội được hả? Nói nhiều quá, làm ơn đi về giùm tôi đi. Khi em cho chàng biết chuyện này thì chàng sẽ không còn đuổi em được nữa đâu. Cô nói vậy là sao? Có chuyện gì hả? Cái gì mà hai đứa ngoài này ồn ào quá vậy hả? Dạ, con chào cha. Con qua đây là xin cha tác thành cho tụi con. Nếu như cha cho con đem đồ qua đây con ở, cha khỏi cưới con rình rang tốn kém. Chỉ cần mâm cơm cúng ra mắt ông bà là được rồi. Nói bậy bạ cái gì đó? Cha vẫn muốn con sẽ làm dâu của nhà này, nhưng mà người quyết định vẫn là thằng Tính đây. Cô nghe rõ chưa? Cha ơi, con xấu hổ vì làm phận gái mà không giữ mình trước khi về nhà chồng. Vì con quá thương anh Tính cho nên con đã trao thân cho ảnh rồi. Cái gì? Nè nè, ai cho phép cô nói chuyện đó ở đây vậy hả? Cha ơi, con lỡ có thai với ảnh rồi cha ơi. Trời, cô nói cái gì? Cô nói bậy bạ cái gì vậy hả? Cô bày trò gì nữa đây? Đến nước này mà chàng còn nói như vậy được sao? Đợi đến lúc đứa con sinh ra thì cha và cả làng sẽ biết được nó là con của ai. Lúc đó anh đừng trách tại sao anh bị phạt rồi bị giam vô ngục. Cô con biết làm con gái không chồng mà chữa là sẽ bị phạt giả và đóng trăng, thậm chí là bị chồng và lòng heo. Nhưng con không được ở bên anh Tính thì coi như con đã chết. Con không còn tiếc sống trên đời này nữa đâu cha ơi. Chuyện gì á rồi từ từ hãy tính, nghe chưa? Đừng có suy nghĩ dại dột như vậy. Thưa cha, cuộc đời con coi như là bỏ rồi. Nhưng mà con chỉ lo cho cha và anh Tính bị người đời nguyền rủa và mỉa mai, lại sống vô tình mà hại chết hai mạng người. Lắm mà nói đúng đó. Làm người đàn ông là phải trượng phu, phải có trách nhiệm những việc của mình làm. Với lại con Lắm mới đang mang trong người giọt máu là cháu nội của cha. Chuyện đã tới nước này rồi, để cho cha quyết định, nghe chưa? Cha. Lắm, con hãy dọn qua bên này ở đi, rồi cha sẽ làm mâm cơm để cho hai con cúng ông bà tổ tiên. Cha ơi. Dạ. Nhưng mà không có nhân nhị gì hết. Hay là con muốn bị phạt hả? Hay là muốn án mạng xảy ra thì con mới vừa lòng? Dạ, con đội ơn cha. Chuyện của con là coi như xong rồi. Còn con Mận nữa, nhà có hai chị em thôi. Con đi lấy chồng rồi, rồi con Mận con tính làm sao? Cha đừng có lo cho em con, con sẽ gửi nó về quê. Chứ chị em phải kiến giải nhất phận, lấy chồng thì phải một lòng với nhà chồng. Đều mộng thêm em út nữa thì lu bu lắm cha. Nhưng mà cha thấy vậy cũng tội cho nó quá. Hay là con biểu nó qua đây ở luôn đi. Dạ thôi, vài ba năm nữa nó cũng đi lấy chồng rồi cha. Hai vợ chồng con mới lấy nhau thì cũng phải lo gầy dựng. Thiệt, thêm con Mận nữa lo không có nổi. Mà cha đó nha, thằng Khơ nó cũng vậy kìa. Con nói trước á, thằng Khơ nó về bên bển á, vài bữa bị đuổi đi á, rồi đừng có tìm con, bắt con gánh nữa. Cha thấy không, hai vợ chồng con ý hợp tâm đầu. Tôi hợp với cô hồi nào? Thôi được rồi, chuyện của tụi con á coi như là êm rồi. Bây giờ còn tới thằng Út. Nè, cha nhờ con lo cho em chồng của con vài món vòng vàng nữ trang để cha hỏi cưới cho nó, nghe chưa? Dạ, cha để đó con lo.
Ai dè chị em mình hai đứa hai nơi. Chị lấy ông Khờ đó thiệt hả? Đừng lo cho chị. Bây giờ em tính sao? Hay là chị nói cha chị muốn em làm cho nhà chị, em khỏi đi đâu hết. Thôi, em qua chị á, chị lắm chị giết em á. Chị đâu có ưa chị đâu. Với lại chị biết là ông tính muốn lấy chị mà. Chị, nay mai chị phải coi chừng chị đó. Chị với bả thành bạn dâu, thế nào bả cũng kiếm chuyện à. Ai ở nhà nấy, bạn dâu cũng đâu có dính tới nhau đâu mà kiếm chuyện. Mà em cứ lo cho chị hoài à. Em lo cho mình đi. Lẽ ra là chị lắm phải kêu em về ở chung với anh chị mới đúng chứ. Thôi, em cũng đâu thích ông tính đâu. Hai người tính toán như nhau à. Chia tay lần này không biết bao giờ mới gặp lại nữa. Chừng nào em xui, chị đón em về, em đừng có lo. Chị còn thương em hơn chị của em nữa. Thôi em đi nha. Em nhớ bảo trọng nha. Chị cũng bảo trọng. Em đi nha. Bảo trọng nha em.